Nguyện thứ nhất, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo chánh đẳng chánh giác, thân ta có hào quang sáng suốt, rực rỡ chiếu khắp vô lượng, vô số, vô biên thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng đại trượng phu cùng 80 món tùy hình trang nghiêm như thân của ta vậy. Ý nghĩa của nguyện thứ nhất, Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, khi Ngài thành Phật, thân Ngài sẽ có ánh hào quang sáng suốt, chiếu khắp tất cả 10 phương thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu tình ở khắp mọi nơi sẽ có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trang nghiêm như thân Ngài, tức là đủ tướng phúc đức theo tướng pháp của thế gian. Cho nên, những ai tu theo pháp môn Dược Sư thì không cần phải rửa sắc đẹp. Sau một thời gian tu tập, tâm được hỷ lạc, sẽ tự sinh tướng hào quang minh, ai nhìn cũng quý kính. Đó là nhờ thần lực và hào quang của Ngài chiếu rọi. Phụ nữ thích đẹp mà không tu theo pháp môn Dược Sư thì thật là quá đáng tiếc. Nguyện thứ hai, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bẩn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vời vợi và an trú giữa tầng lưới dệt bằng tia sáng, tỏ hơn vầng nhật nguyệt, chúng sinh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang, tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả. Ý nghĩa của đại nguyện thứ hai, Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, là khi Ngài thành Phật, thân Ngài như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, trong sạch hoàn toàn không chút nhơ bẩn, tức là ai tu theo pháp môn Dược Sư sẽ đạt được thân tâm thanh tịnh, quang minh chính đại, trong ngoài như một, không có dối trá che đậy, phúc đức đã nhiều mà công đức lại rất cao. Nhờ ánh sáng hào quang của Ngài sáng hơn mặt trời, mặt trăng chiếu rọi, khiến cho kẻ dù đang ở nơi tăm tối hoặc đang ngu si đần độn thì trí huệ cũng được khai mở, thông minh sáng suốt. Cái gì nhìn qua liền biết, muốn đi đến đâu hay muốn làm gì cũng đều được thành công cả. Nguyện thứ ba, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, dùng trí tuệ phương tiện vô lượng vô biên, độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ các vật dụng, chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn. Ý nghĩa của đại nguyện thứ ba của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đó là khi Ngài thành Phật sẽ dùng vô lượng, vô biên phương tiện để độ cho chúng sinh, khiến cho mọi người đều có đủ các vật dụng cần dùng, không để cho ai thiếu thốn. Những người bình thường tu theo Ngài thì sẽ không bao giờ bị thiếu thốn túng cùng, còn nếu là bậc tâm từ bi lớn thì sẽ học theo hạnh nguyện của Ngài mà dần dần với khả năng cho phép sẽ biết các phương tiện để độ cho chúng sinh được đầy đủ. Nguyện thứ tư, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề, hoặc có những người tu hành theo hạnh thanh văn độc giác thì ta cũng lấy phép đại thừa mà dạy bảo cho họ. Ý nghĩa của nguyện thứ tư của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có nghĩa là khi Ngài thành Phật, nếu có ai tu hành theo tà đạo thì Ngài sẽ khiến họ quay về tu theo Phật đạo. Những ai tu theo tiểu thừa Nam Tông thì Ngài cũng sẽ dùng đại thừa mà dạy bảo cho họ. Tức là những ai tu theo pháp môn Dược Sư thì không bao giờ bị lạc vào ngoại đạo tà giáo, cho dù có lầm đường lỡ bước cũng sẽ được Ngài đưa về chánh đạo. Giống như đi trên đường dây không bao giờ sợ bị sai đường hay tẩu hỏa nhập ma, và cũng sẽ không thích tu theo tiểu thừa độc giác. Dĩ nhiên với kẻ trí lực thì cũng sẽ theo hạnh nguyện của Ngài mà giáo hóa cho người tu theo đại thừa để sớm đạt trí huệ lớn. Tóm lại, tu theo Đức Dược Sư thì chúng ta sẽ có bảo đảm chắc chắn một điều là sẽ không bao giờ bị tu sai hay bị lầm đường lạc lối. Cho nên, người thông minh thì không thể không chọn theo pháp môn Dược Sư.
Đối với các cư sĩ tại gia thì pháp môn dược sư là tối thắng của tịnh độ trong thời kỳ nghiệp chướng nặng nề của thiên niên kỷ mới này. Nguyện thứ năm, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề, nếu có chúng hữu tình nhiều vô lượng vô biên ở trong giáo pháp của ta mà tu theo hạnh thanh tịnh, thì ta khiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tụ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh, khỏi xa vào đường ác. Ý nghĩa của nguyện thứ năm Phật Dược Sư Lưu Ly Qua Như Lai: khi ngài thành Phật, bất kỳ những ai tu tập theo pháp môn dược sư mà tu theo hạnh thanh tịnh thì ngài sẽ khiến cho giới pháp được hoàn toàn luôn cả tam tụ tịnh giới. Tam tụ tịnh giới là giới pháp đại thừa của hàng Bồ Tát. Một là nhiếp luật nghi giới, cũng gọi là tự tính giới. Đây là thuộc về phương tiện dứt ác, bao gồm tất cả các loại giới luật nhằm ngăn chặn và đoạn trừ tất cả các tội lỗi ác nghiệp. Tùy theo là tại gia hay xuất gia mà thọ trì năm giới, 10 giới, cụ túc giới, vân vân. Các giới luật này là làm cho pháp thân hiển lộ. Pháp thân vốn tự thanh tịnh, nhưng lâu nay do bị ác nghiệp che lấp nên không hiển lộ được. Nay nhờ hành trì giới luật, đoạn lìa các ác nghiệp thì công thành đức hiện. Hai là nhiếp thiện pháp giới. Đây là thuộc về phương diện làm lành, tức là tu thiện, bao hàm tất cả giới hạnh của đạo Bồ Tát, tu tập mọi nghiệp về thân, khẩu, ý và hồi hướng về quả vị vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát luôn luôn chuyên cần tinh tấn, cúng dường tam bảo, tâm không buông lung, giữ gìn và bảo hộ sáu căn, hành trì sáu pháp qua bờ. Nếu lỡ vi phạm điều giới nào thì theo đúng pháp chí thành sám hối, nuôi lớn căn lành. Các hạnh lành này là cùng với các hành vi dứt ác ở trên, là nhân duyên để làm nên báo thân Phật. 3. Nhiếp chúng sinh giới, cũng gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Đây là về phương diện làm lợi cho chúng sinh, lợi sinh của Bồ Tát, đem lòng từ bi làm mọi việc đem lợi ích cho tất cả chúng sinh một cách bình đẳng không phân biệt. Giới pháp thì rất khó giữ mà dễ phạm giới cấm. Tuy nhiên, tu theo Đức Dược Sư thì dù chúng ta có phạm giới rồi thì nhờ thần lực và tha lực của ngài sẽ khiến cho chúng ta sẽ trở lại thanh tịnh, rồi tu đúng theo giới pháp nếu chúng ta chuyên trì niệm danh hiệu ngài. Đó là lời ngài đã hứa. Quý vị thử nghĩ mà xem, chúng ta tu mà được ngài hứa, chắc chắn là ngài sẽ trang bị cho chúng ta đầy đủ tư lương và tự động đưa đến nơi về đến chốn. Thế thì vào thời kỳ thế giới đang biến loạn thế này, đâu còn pháp môn nào thù thắng hơn pháp môn dược sư được nữa. Những ai trí tuệ còn u mê mà có lòng tin trí thành tu theo pháp môn dược sư thì 10 người tu chắc chắn 9 người được như ý nguyện. Niệm dược sư Phật cũng như niệm A-di-đà Phật, nhưng đặc biệt là thấy ngay lợi ích như ý ngay trong đời, không phải đợi đến lúc chết mới thấy. Đó là sự khác biệt lớn. Nguyện thứ 6, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào thân hình hèn hạ, các căn không đủ, xấu xa khờ khạo, tai điếc mắt đuôi, nói năng ngọng nghịu, tay chân tật nguyền, lác hủi điên cuồng, chịu tất cả những bệnh khổ ấy mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình đoan chánh, tâm tính khôn ngoan, các căn đầy đủ, không còn những bệnh khổ ấy nữa. Ý nghĩa của đại nguyện thứ 6 này là khi ngài thành Phật, nếu những ai bị tay chân tật nguyền, bệnh tật, nói năng ngọng nghịu, cùi hủi điên cuồng, phát triển chậm, tự kỷ, stress, ung thư, vân vân, trăm thứ bệnh nhóm thân mà hễ nghe được danh hiệu của ngài và niệm Nam Mô Dược Sư Phật thì tất cả các bệnh khổ ấy liền được tiêu trừ, thân hình đoan chánh, các căn đầy đủ, thông minh, lanh lợi.
Tức là dù bệnh tật nặng nề đến đâu, như là các trẻ thơ bị tật nguyền, bệnh tật không thuốc chữa, thì cha mẹ và gia đình chí thành niệm danh hiệu Ngài Nam Mô Dược Sư Phật hay trì chú Dược Sư, hoặc dùng bàn tay kết ấn các tường, hay dùng tay giở lên các cháu bé mà niệm cho chúng nghe, thì các cháu bé tùy theo bệnh tật mà sẽ được lành, hoặc sẽ may mắn gặp đúng thầy đúng thuốc mà bệnh tật tiêu trừ. Trong nhà mà có người bệnh cũng nên làm như thế. Người khác thì bệnh tật mình niệm họ còn lợi lạc như thế, huống là mình tự trì niệm cho mình. Người bình thường thì trì niệm để giúp mình và gia đình mình. Người trí lực dũng mãnh, tâm bồ đề kiên cố thì trì tụng để cứu giúp chúng sinh vậy.